minh thúy xin kính chào quý vị quân đội hoa kỳ gần đây đã tiết lộ những hồ sơ ghi lại của hàng ngàn thí nghiệm được thực hiện tại quay proving ground có từ thời chiến tranh lạnh đang làm sáng tỏ một trong những nơi bí mật nhất của tiểu bang utah giúp cho chúng ta có thể hiểu thêm được về những gì cơ sở thử nghiệm có độ an toàn cao đã đạt được quay được coi là một trong những căn cứ bí mật hàng đầu của quân đội hoa kỳ Căn cứ này nằm sâu dưới lòng đất sa mạc. Sở dĩ căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng sa mạc bởi là nơi quân đội Mỹ nghiên cứu các biện pháp chống lại vũ khí hóa học và sinh học. Đất quay là một trong những cơ sở quân đội Hoa Kỳ thành lập vào năm 1942 để thử nghiệm vũ khí sinh học và hóa học nằm khoảng 85 miles về phía tây nam của Salt Lake City, Utah và 13 miles về phía nam của 2.624 square mile trung tâm thử nghiệm và huấn luyện Utah, tạo thành không phận sử dụng đặc biệt tiếp giáp đất liền lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm 801.505 acres sa mạc của Great Solid, một khu vực có kích thước tương đương với tiểu bang Rose Island và được bao quanh ba mặt bởi các dãy núi. Tại đây có rất nhiều nhà thầu, dân sự và quân nhân đóng quân cho nên đất quay còn có cả trường tiểu học, trường trung học và nhà hàng. Khu vực đất quay được chia ra làm hai phần. Quân đội bộ binh Hoa Kỳ điều hành ở phía Bắc, nơi tập trung khu nhà ở. Phần phía Đông Nam do không quân điều hành, với một con đường bay đủ lớn để hạ cánh một chiếc máy bay cỡ lớn như là phi thuyền không gian. Nhiệm vụ của đất quay là thử nghiệm các hệ thống phòng thủ vũ khí sinh học và hóa học của Hoa Kỳ và đồng minh trong một môi trường an toàn và biệt lập, cũng như đóng vai trò cơ sở dự bị cho bộ binh Hoa Kỳ, cũng là nơi huấn luyện diễn tập của lực lượng vệ binh Mỹ và thử nghiệm chuyến bay của không quân Hoa Kỳ, chủ yếu là từ căn cứ không quân Hill ở Clearfield gần đó. Duckway được kiểm soát bởi Bộ Chỉ huy đánh giá và kiểm soát quân đội bộ binh Hoa Kỳ. Khu vực này cũng được các lực lượng đặc biệt của quân đội sử dụng để huấn luyện chuẩn bị cho việc khai triển chiến tranh ở Afghanistan. Vào năm 1941, US Army Chemical Fairway Service xác định là cần phải có một cơ sở thử nghiệm ở một nơi cách xa với kho vũ khí Edward của quân đội Hoa Kỳ tại Maryland. Căn cứ đất quê được thành hình vào mùa xuân năm 1942 và địa điểm mới được chọn để tiến hành các thử nghiệm. Trong Thế chiến thứ hai thì đất quê đã thử nghiệm chất độc, xuống phun lửa, hệ thống phun hóa chất, thuốc giải độc cho các chất hóa học và trang bị bảo vệ chống hóa học. Trong năm 1943, các ngôi làng được dựng lên tại Đất Quê, đặt tên là làng Đức, làng Nhật Bản, để thực tập thả bom các loại trong khu vực đô thị hóa của Đức Quốc xã và quần đảo Hom của Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 1943, Đất Quê đã thành lập cơ sở tác chiến sinh học tầm xa và lắp đặt radar theo dõi tại một khu vực biệt lập trong Đất đất quê dần bị loại bỏ sau Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, căn cứ tạm đóng cửa vào tháng 8 năm 1946 và được mở lại khi cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950. Vào tháng 10 năm 1958, Trung tâm Hóa học Quân đội Hoa Kỳ ở Maryland đã chuyển đến đất quê. Vào cuối những năm 1950 và đầu năm 1960 thì Project Bellwether một nghiên cứu tại Derwey về các bệnh nhiễm trùng do mũi lan truyền được vũ khí hóa. Vào tháng 3 năm 1968, vụ giết cừu Derwey khét tiếng. Sau đó, giới chức y tế địa phương qua các xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ đã chứng minh rằng chiếc máy bay chở theo khí độc VX đựng trong các thùng chứa và chúng đã bị rò rỉ, xì khí độc ra ngoài khi máy bay lên độ cao khiến cho khí độc phun xuống bãi cỏ ở bên dưới. Có khoảng 6.000 con cừu đã ăn phải cỏ phủ đầy chất hóa học và chúng lần lượt chết trong vòng 24 tiếng. Thứ chất hóa học không màu, không vị này, chỉ cần một lượng nhỏ không đầy 10mg cũng thừa sức giết người khiến cho họ ngạt thở, tê liệt các đường hô hấp. Từ năm 1985 đến năm 1991, The Quay là trụ sở chính huấn luyện về kỹ năng sinh tồn căn bản trên sa mạc và các chiến thuật. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2004, NASA muốn dùng The là nơi đáp phi thuyền không gian vì lớp đất ở đó giống như bột hoặc thạch hay là moon dust. Tuy nhiên, phi thuyền không gian gặp trở ngại nên kế hoạch bị hủy bỏ. Vào ngày 26 tháng Giêng năm 2011, lúc 5 giờ 24 chiều, The đã bị niêm phong. Có khoảng 1.200 cho đến 1.400 nhân viên ở bên trong không được phép rời khỏi căn cứ và những nhân viên ở bên ngoài không được phép vào với lý do là có một lọ chứa chất độc thần kinh VX đã bị mất tích. Lệnh niêm phong được dỡ bỏ vào ngày 27 tháng giêng 2011 sau khi hồi phục vật liệu vì để sai nhãn hiệu. Đức Bay là trụ sở chính của máy dò tia sáng vũ trụ siêu năng lượng đầu tiên và cũng là trụ sở của một số đài radio từ xa và radio theo dõi các chuyến bay thử nghiệm quốc nội của Trung tâm Thử nghiệm và Huấn luyện Utah. Theo báo cáo từ New Science, Dugway vẫn sản xuất số lượng tế bào bệnh thang vào cuối năm 2015. Hơn 4 thập niên sau khi Hoa Kỳ tuyên bố từ bỏ vũ khí sinh học, vận chuyển vật liệu đến các căn cứ quân sự và nhà thầu quân sự trên toàn cầu. Có ít nhất 1.100 thử nghiệm hóa học khác tại Dugway trong khoảng thời gian xảy ra tai nạn cừu tại Dugway. Tổng cộng có gần 500.000 pounds chất độc thần kinh đã được phân tán trong các cuộc thử nghiệm ngoài trời. Ngoài ra, còn có các cuộc thử nghiệm tại đất quê liên quan tới các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, bao gồm 328 thử nghiệm vũ khí sinh học ngoài trời, 74 vụ thử bom bẩn và 8 lò nung vật liệu hạt nhân ngoài trời để mô phỏng sự phát tán của bụi phóng xạ trong trường hợp tan chảy phản ứng hạt nhân không gian. The Quay gần đây đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm chlorine ở phía Tây sa mạc. The Quay cũng đang làm việc với các nhà thầu tư nhân như là Boeing đang thử nghiệm phi thuyền không gian thương mại trong tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.